trong đầu ngâm thơm thơm á, để là nó tút tút cái đứa này. Giới thiệu với các bạn dàn xe trộn bê tông uy tín nhất Việt Nam. Đây là bậc lên xuống này. Xe hai cầu nhá. Đây là cái bồn trộn bê tông. Xe này cũng thế. Bồn trộn bê tông này. Đây là động cơ để quay cái bồn này. Xe thì không còn một cái gì luôn. Bê tông à. Uy tín chưa? Đèn này. Xe không kính. Và đây là nồi thất, nồi thất. Không còn cái gì luôn. Dàn xe uy tín luôn. Đây. Ngày mai sẽ xử lý cái đống này bằng xe trộn bê tông ngoài kia nhỉ. Xi măng này, cát này, sỏi này. Tương đối là nhiều ấy.